Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Kiều Tàng được truyền thể thành phim Liễu Chu Ký. Tác giả cuồng thượng gia cuồng thể loại, mất trí nhớ, nữ cường nam cường. Editor, Rebecca Sugar, A Nơi sản sinh đồ gốm chữ danh tại Đại Yến Vương Triều là Linh Tuyền Trấn, mỗi ngày khách thương từ trời Nam Biển Bắc tới nhập hàng không ngừng. Nơi đó phòng trải khế đất giá tiền cũng nước lên thì thuyền lên, bất quá vẫn không ngăn được người xứ khác tới đây đặt chân mưu sinh. Tháng 2 thảo trường oanh phi tràn ngập gió xuân, tại phố Bắc Trấn Linh Tuyền một chiếc xe ngựa lái trên đường lát đá. Bên trong Linh Tuyền Trấn nhóm bà nương nhàn nhã tụ một chỗ xe chỉ luồn kim nhau nhau hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh, ngôi nhà ngói xanh tại phố Bắc để đó không dùng đã lâu lại có người chuyển đến xe ngựa kia có chút cỗ dừng trước cổng lớn, một bà tử đen gầy từ sau xe ngựa chuyển xuống băng ghế khắc hoa mai, sau đó đưa tay từ trong rèm đỡ một nữ tử thoạt nhìn 18, mặc lụa sam đạm yên. Nữ tử kia chẳng biết tại sao, trong tay còn chống gậy trúc leo núi, nhờ bà tử nâng đỡ, chậm rãi xuống xe ngựa. Đợi đến khi nữ tử kia xuống xe, rất tự nhiên quét mắt phía cuối đường, mọi người liền thấy rõ nàng mặt mày như núi xa. Này xem xét, người người nhịn không được thầm kêu than. Thế gian lại có nữ tử Mỹ nhan như hỏa. Linh tuyển trấn tại Giang Nam, từ xưa đã nhiều giai nhân. Vị nữ tử này kiều diễm khác hẳn giai nhân Giang Nam vùng sông nước ẩn chứa dịu dàng ôn nhu, nàng eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp, nhất là búi tóc đen nhánh tôn lên mặt mày rực rỡ. Bất quá nhìn kiểu dáng búi tóc, hẳn là đã gả làm vợ người. Mỹ nhân đẹp thì đẹp vậy, nhưng lại khiến người nhìn không cách nào sinh ra cảm giác thân cận. Chỉ cảm thấy xuân sắc kiều mỹ như thế hẳn là nên ngày ngày nuôi dưỡng tại thâm cung ngọc điện kim ốc mới đúng, như thế nào lưu lạc đến nơi chợ bố này. Doãn bà tử thăm dò nhìn hồi lâu, thấy phụ nhân kia cùng hai bà tử và sa phu vào trong viện, còn chưa đã ngứa, nhịn không được nói nhỏ với nhóm bà tử ngồi đối diện, ai ra, ta sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được người đẹp đến thế. Quan nhân phụ nhân này cũng không biết làm cái gì, lại có bản sự cưới mỹ nhân bực này. Trương gia bà nương khinh thường mở miệng tiếp lời, còn có thể làm cái gì? Sứ khác tới nơi này mua ốc trạch, 10 cái thì tới 9 cái đều là thương nhân buôn bán đồ sứ, bình thường người nghề này cũng không mua nổi tòa nhà trên phố trình. Nghe bà nói kiểu này, có người đầu óc linh hoạt lập tức híp mắt lại tặc lưỡi, quan nhân kia nếu là thương nhân, cũng thật thiền cận. Kiếm được chút tiền liền không biết trời cao đất rộng, cũng dám cưới mỹ phụ nhân như này, nếu là thường xuyên ra ngoài kinh thương chỉ lưu lại một Mỹ kiều Nga ở nhà, này tường thấp ngắn cửa, làm sao? Làm sao thủ được nha? Một, lời này là mang theo điển cố. Linh tuyển phố Bắc nhà thương nhân rất nhiều, các nam nhân phần lớn đều đi trời Nam Biển Bắc trục lợi, những thương nhân này đại thời thích nạp một ít nữ tử yên hoa làm thiếp, kinh thương đặt chân ở chỗ này, mang tới phần lớn cũng không phải chính thất hiền thê. Này tường nhà, khó đảm bảo có hoàn lương cũng không chịu nổi tịch mịch về sau, lung lay tâm nhãn. Cho nên tường này bên trên nhìn vừa mắt người, đêm mở cửa sổ, cùng hắn từ bản địa phóng đã gặp riêng tư, sự tình này đã nhiều lần có phát sinh. ba Mấy cái này che lấp trong màn đêm gió thổi cỏ lay, khó thoát khỏi con mắt các vị bà tử lưỡi dài trong ngõ nhỏ. Vào ban ngày bọn họ nhàn tụ một chỗ, xe chỉ luồn kim, thay nhau nói về chuyện nhà của trạch viên sát vách nhà mình có mập mờ tư tình. Thời gian lâu, nhóm lão bà từ mắt nhìn càng thêm xảo trá, nhìn người lại càng ngay. Ngày hôm nay mới tới Mỹ phụ nhân, còn chưa biết lai lịch thế nào. Nhìn dạng như vậy, cũng là sinh sự dễ, hỏa thủy chiêu chọc hán tử. Thật muốn nhìn xem, công tử phóng đãng nào trong linh tuyển chấn đủ bản lĩnh gõ mở cửa sau tòa nhà ngói xanh tại phố Bắc. Trong lúc nhất thời, những nhóm bà nương bản địa này lại bắt đầu thở dài thở ngắn, lên án ra quyến thương nhân ngoại lai làm hỏng tập tục phố Bắc, lại nhao nhao rêu rao mình bắt nguồn từ nhà trong trắng. May mắn nam nhân mình lúc trước có mắt nhìn người, cưới được hiền thê như mình, trong lúc nhất thời là trò chuyện khí thế ngất trời. ba Không để cập tới chúng phụ nhân láng giềng trước cửa lắm mồm, nhìn trạch viện ngói xanh mới xây này người Mỹ phụ kia sau khi bước vào cổng lớn, vẫn trần chờ đến cao mày. Trạch viện này tựa hồ chỉ có tường ngoài cùng đại môn không có tu sửa, vào trong viện, ao nhỏ vườn hoa, đàn mục gia sản, mọi thứ tinh xảo liễu miên đường nhịn không được lại ngẩng đầu đánh giá tiểu viện này có chút nhíu mày trần chờ nói quan nhân trên phương diện làm ăn thâm hụt không ít bất đắc dĩ mới rời khỏi kinh thành sao tại sao lại ở chỗ này mua được ốc trạch tốt như vậy hắn không đợi miên đường nói hết lời bà tử đen gầy đứng ở một bên có vẻ cứng nhắc đánh gãy lời nàng thôi ra chính là mấy đời phú hộ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tiểu ốc trạch như này vẫn mua được phu nhân ngài không cần quá lo lắng Miền đường không nói gì, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt nhẹ thủ trưởng. Cái này Lý Mụ Mụ cùng nàng nói không biết bao nhiêu lần, nàng không biết trước khi mình sinh bệnh trường ra như thế nào, luôn cảm giác tựa hồ nàng không dung được người này. Bất quá một trận bệnh nặng, không riêng gì thân thể nàng hư nhược, còn khiến nàng mất đi bảy tám phần ký ức. Trường 2, Thôi Cửu Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu lên gương mặt nam tử yêu nhã quý khí lộ ra mặt mày thâm thúy của hắn. Mày kiếm mắt hạ, không giận tự uy. Đây là một nam tử anh tuấn bức người, mũi cao thẳng, môi mỏng khóe miệng trời sinh hơi nhếch lên tựa hồ luôn mỉm cười ngược lại hòa tan đi mấy phần túc sát âm trầm trong đôi mắt. Một. Liễu miên đường còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau khi khỏi bệnh, ý niệm thoáng qua đầu tiên trong đầu là, dáng dấp tuy tốt nhưng không an phận, tướng mạo có mấy phần hoa đào, ai làm phu nhân hắn tâm sẽ thật mệt mỏi. Cổ nhân nói, không thể đánh giá con người chỉ bằng tướng mạo nếu không sẽ bị trời phạt. Nàng trên giường bệnh mờ mịt không biết vì sao, rất nhanh phát hiện oán thầm người khác báo ứng đã tới hà bao trước khi xuất giá nàng chuẩn bị tặng cho phu quân tương lai sáng loáng treo bên thân vị công tử anh Tuấn khóe miệng ngậm lấy hoa đào kia. Thêm nữa lang trung trẻ tuổi bắt mạch nói cho nàng biết hắn gọi là thôi cửu ra, nàng mới mơ hồ đoán được, nguyên lai like nàng liền là phu nhân tâm thật mệt mỏi của hắn. Từ lúc trong miệng lang trung biết được đáp án, nàng cũng là bách vị tạp trần, không biết nên đối mặt với phu quân xa lạc kia thế nào. Khi đó nàng còn không thể nói được chỉ có thể suy nhược nằm trên giường nhìn thôi cửu mồi ở một bên, tỉ mỉ hỏi thăm lang trung, bệnh tình của nàng như thế nào, bao giờ mới có thể nói. Thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm khiến lòng người cảm thấy an tâm. Đang thất thần thôi cửu đã vén màn cửa, sải bước đi tiến đến, thấy nàng lăng lăng nhìn mình, bước chân dừng lại, trầm mặc một hồi mới thản nhiên nói ta đã trở về. Tính ra nàng cùng hắn đã hơn tháng không gặp. Đáng tiếc nàng cùng tôi tử kết làm phu thê đã mấy năm, nhưng bây giờ trong đầu nàng một mảnh ký ức cũng không có, nàng cũng tuyệt đối không vì trượng phu đi xa không về mà sinh khuê oán tương tư. Bất quá nàng biết từ trong miệng của người khác một ít chuyện cũ, chỉ nghe nói sau khi hai người thành hôn vợ chồng vô cùng ân ái. Mặc dù tình cảm lạnh nhạt nhưng cảm niệm phu quân thôi cửu vì liễu gia giúp đỡ vất vả nàng hoàn hồn đứng dậy đi tới, chuẩn bị thay hắn cởi xuống áo choàng phủi đi bụi đất. Nhưng nàng còn chưa đến gần, thôi cửu đã cởi dây buộc, đem áo choàng gấm đặt xuống ghế. Miên đường thấy hắn đã ngồi xuống, liền đến bên cạnh bàn cầm cốc nước rót cho hắn một chén nước nói, lý mụ mụ đang ở dưới bếp nấu cơm, còn chưa kịp đưa nước nóng tới, nước này không pha trà được, phu quân trước uống tạm nhuận học nói xong liền dựa theo giáo tập quy củ mà nữ phu tử dạy dỗ từ trước khi mình xuất giá, nửa khuất thân, đem chén nước dơ cao nâng đến trên chán, tôn kính phu quân hưởng thụ. Đây cũng là cử án tề mi, lễ nghi nữ tử đương thời tôn kính phu quân nên có. Thôi cửu cặp mắt thâm túy híp lại, cũng không tiếp nhận cốc nước, mà là cầm lấy một thư quyền đặt bên mở ra, ân cần nói, triệu thần y đã nói người bệnh nặng một trận, sợ hàn khí, hẳn là không nên uống nước lạnh nói xong hắn cất giọng hướng về phía ngoài phòng hô lý mụ mụ đưa trà nước nóng tiến vào lý mụ mụ ngược lại tay chân lanh lẹ không bao lâu liền đưa ấm trà nóng vào thôi cử nhận lấy chén trà lý mụ mụ dâng lên rất tự nhiên tùy ý sắn tay áo nhấp nắp trà phùi thổi nhẹ trà mạt yêu nhã chậm rãi uống một ngụm trước kia lúc liễu miên đường cùng nữ phu tử tu tập trà đảo từng nghe phu tử nói qua môn đạo uống trà mở nắp phật trà mài ngọn đều phải chú trọng Lúc ấy nàng nhìn phu tử nước chảy mây trôi làm mẫu, liền âm thầm bội phục, thế nhưng là bây giờ lại xem thôi cửu tư thái yêu nhã thường thức trà, tựa hồ khiến cho vị phu nhân kia có vẻ đặc biệt thô bỉ, làm ra vẻ. Nàng chỉ nhớ rõ thôi ra là trong kinh thành phú khả địch quốc phú hộ, nhưng bất quá xuất thân trèo thuyền buôn bán muối lậu không nghĩ tới thôi cửu là thương nhân lại có phong phạm sĩ tộc ý vị. So ra, nữ tử nhà quan nghèo túng như nàng với vị ngọc diện quân tử đối diện có chút không quá tương xứng. Lý mụ mụ dâng trà nước xong liền kính cần lui ra, lưu liễu miên đường cùng thôi cửu hai vợ chồng ngồi đối diện nhau. Hai người ngồi với nhau một mình kỳ thật trước đó cũng không có mấy lần. Nàng triền miên giường bệnh đều do nha hoàn bà tử phục thị, sau đó thân thể nàng chuyển biến tốt thì thôi cửu lại ra ngoài làm ăn. Bây giờ trong phòng hai người mặt đối mặt, nàng mới nhớ đạo làm thê tử cũng không phải là chỉ cần cử án tề mi, còn có uyên ương song phi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có chút khẩn trương bây giờ sắc trời dần dần muộn nhưng mình cũng không chuẩn bị sẵn sàng thôi cửu đặt chén trà xuống ngược lại là ôn hòa hỏi gần đây thân thể nàng điều trị đã tốt hơn chưa thấy phu quân chỉ là cùng mình nói chuyện thường ngày liễu miên đường âm thầm buông lỏng khẩu khí đáp lại từng cái một hỏi vài câu nhàn thoại xong thôi cửu đột nhiên lơ đãng hỏi nàng mới tới nơi đây ngày mai bất thời gian lên trên trấn đi một chút muốn mua thêm gì cứ mua ba Miền đường nghe xong suy nghĩ một chút nói, ta cái gì cũng không thiếu, trên phố nhiều người huyên náo chẳng bằng ở nhà thanh tĩnh thu thập chuẩn bị một chút. Thôi ra bây giờ ra đạo xa sút cửa hàng đáng tiền trong kinh thành đều đã cầm cố, bây giờ đến linh tuyển trấn buôn bán chút đồ sứ. Vạn sự khởi đầu nan, khắp nơi chỗ nào cũng phải cần tiền, nếu không tiết kiệm chút mà còn giống như trước vung tay quá chán, chẳng phải là miệng ăn núi lở. chương 3, ngày xuân ra đường đạo làm thê tử, phải chú ý thân thể phu quân, ấn quý thêm sam. Những ngày xuân đến, thân thể nàng bắt đầu chuyển biến tốt, trong lúc rảnh rỗi, liền nhớ lại thời gian ở nhà mẹ đẻ học được hơn tháng công khóa theo thùa, nàng hỏi lý mụ mụ kích thước của phu quân, tự làm cho hắn một kiện áo trong dùng bằng vài vóc thêm một chút bông. Lúc này thôi thử bất động thanh sắc nhìn đường kim trên kiện áo có chút thô to, ánh mắt ý vị sâu xa không nói ra được. Liễu miên đường có chút hối hận, thật không nên để lộ điểm yếu ra ngoài, nếu phu quân ghét bỏ, nàng thật không còn mặt mũi. Bất quá quan nhân của nàng nhìn một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy, lại từ từ thoát áo ngoài, chuẩn bị mặc thử. Ánh mắt liễu miên đường sáng lên, linh hoạt đi qua, ân cần giúp trưởng phu mặc, may mà kích thước cũng coi như vừa người. Do thôi cửu dáng người thẳng tắp nổi bật, mặc quần áo này cũng rất đẹp, đường may thô giáp cũng không lộ ra ngoài. Thế là thôi cửu được hiền thêm miên đường phục thị lại một lần nữa mặc áo ngoài, phủ thêm áo choàng. Chỉ là lúc buộc dây áo choàng, miên đường nhìn ngón tay thon dài duyên dáng hơi có vẻ hơi vụng về, mấy lần đều buộc không được, cuối cùng nàng vừa dùng lực vậy mà lại thắt quá chặt. Thôi cửu cảm thấy cổ có chút thắt, liền cầm bàn tay của nàng sau cổ, khóe miệng hơi vỉnh lấy nói, nàng đây là muốn ghim chết ta sao? Tay bị hắn cầm, cả người của nàng cũng bị kéo lại gần, trên người hắn tản ra mùi hương thoang thoảng. Nàng cách hắn gần như vậy, còn thấy rõ lông mi hắn đen nhánh cong cong, còn có ý cười sâu trong mắt. Miên đường cảm thấy hắn cầm một tay của nàng lực có chút lớn, vô ý thức ở giữa liền dùng cầm nã thủ chờ tay muốn tháo tay hắn. Nàng cũng không phải là đối phu quân bất kính, thuần túy là ý thức của người tập võ đón đỡ động tác thôi. Thế nhưng là chiêu thức trước kia dùng thuần thục, bây giờ lại bởi vì thủ đoạn bất lực mà hoàn toàn không phát huy uy lực, Kết quả là thân thể mất phân bằng, ngã vào trong ngực thôi cửu. Nàng hơi có vẻ ảo não nói, Triệu Thần y không phải nói ta đã tốt sao? Tại sao trên tay không có khí lực? Mẫu thân của nàng trước khi xuất giá là nữ nhi của thần uy tiêu cục tiêm tăm lừng lẫy nhất đại yến, nàng từ 3 tuổi đã cùng mẫu thân tập võ, mặc dù mẫu thân năm nàng 10 tuổi mất sớm, nhưng nàng vẫn một mực bảo lưu thói quen mỗi ngày tập võ. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ do bệnh nặng một trận tay chân của nàng vẫn luôn vô lực, đại khái lưu không được những bản sự mẫu thân truyền cho lại nữa. Thôi từ cúi đầu, thấy mặt mũi nàng tràn đầy chán nản, liền buông lòng lực đảo, chậm rãi đỡ nàng dậy, rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của nàng, chậm rãi nói không phải đã khá hơn nhiều sao. Ra ngoài đi dạo nhiều một chút, hoạt động gân cốt, có lẽ nàng sẽ tốt lên nhanh hơn. Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một cái hộp dẹp tinh xảo, đây là giang nam hàm hương trai chuyên điều phối hương phấn, hương vị nghi nhân, ngày mai nàng trang điểm sẽ càng đẹp. Miền đường nhận lấy cái hộp tinh xào dị thường này, hàm hương trai ước chừng là chuyên cung cấp cho phú hộ, không giống với hộp son phấn bình thường, đây kiểu dáng mạ vàng khảm ngọc lam tùng xa xỉ. Nếu đây là tâm ý phu quân, nàng tự nhiên mỉm cười nhận lấy, thế nhưng là trong lòng lại than một tiếng. Cái gọi là từ sang thành kiệm khó, ước chừng đều là như vậy phu quân vung tay quá chán, tiêu tiền như nước đã quen, trong nhà bây giờ cũng không thể so với chi phí giống như lúc ở kinh thành như vậy. Từ giàu thành nghèo khó. Ngày khác, nàng sẽ uyển chuyển cùng phu quân nói một tiếng, những cái này hao phí tiền bạc, không cần cho nàng mua thêm. Bất quá thời điểm tiếp nhận phấn hộp, nàng vẫn hướng về phía hắn cảm kích cười một tiếng. Lúm đồng tiền như hoa, khiến người không thể rời mắt được, thôi cửu bình tĩnh nhìn một hồi, liền không nói lời nào quay người mà đi. Liễu miên đường đưa mắt nhìn thân ảnh phu quân cao thẳng biến mất tại đình viện sau cổng, trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn có vẻ gầy, nhã nhặn, thế nhưng lực tay thật lớn, trên thân cũng rắn chắc anh lãng cực kỳ, xem ra là người đã từng tập võ. Lúc còn ở Kinh Thành, phần lớn thời gian nàng đều trong nhà, đã lâu rồi không ra đường đi lại. Nghĩ đến ngày mai có thể ra ngoài đi dạo, nhìn xem phong thủ linh tuyển chấn, trong lòng vẫn là có chút lâng lâng vui vẻ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, còn chưa chờ nàng đứng dậy, Lý Mụ Mụ đã bưng nước nóng rửa mặt vào phòng hô, phu nhân, nên tỉnh dậy. Liễu miên đường lười biếng từ trong chăn chui ra, thầm nghĩ, ngày thường nàng sai khiến luôn bất động, hôm nay ngược lại là ân cần, không cần gọi đã tới phụng dưỡng người. Có thể thấy được là phu quân trở về nhà khiến lão bộc lười nhác cũng trở lại quy củ, dụng tâm làm việc. Nước nóng đã bưng tới, nàng nằm mãi cũng không tốt, liền đứng dậy rửa mặt, búi tóc trang điểm. Ngày bình thường, Liễu Miên Đường không thích sử dụng son phấn bột nước. Thế nhưng một phen tâm ý hôm qua của phu quân không thể cô phụ, thế nên nàng dùng một lớp phấn mỏng, điểm môi một chút đỏ. Lý Mộ mụ, mụ từ gương đồng nhìn sang, chỉ cảm thấy nữ tử này đẹp đến mức lóa mắt, mỹ mạo ẩn ẩn lộ ra cổ khí chất yêu nghiệt, không khỏi có chút hừ lạnh một tiếng. Liễu miên đường đã thành thói quen lý Mộ mụ, mụ âm dương quái khí, thừa dịp trang điểm, Lờ đãng hỏi, Lý Mộ Mụ, trước khi ta mất trí nhớ có từng phạt nặng hạ nhân hay không? Lý Mộ Mụ thay nàng mang vòng tay bằng bạc, trả lời, phu nhân đối xử với mọi người khoan dung, chưa từng trọng phạt hạ nhân. Miền đường nghe xong quay đầu lại hướng bà ta mỉm cười nói, nếu chưa từng, vậy vì sao Lý Mộ Mụ luôn luôn đối ta khi phách khó bình, tựa hồ có chỗ gì bất mãn? Chương 4, ngõ tối gặp nạn. Edit, Rebecca Sugar A, -A, -A Liễu Miên Đường liếc mắt chừng một cái, chỉ thấy một gã công tử ăn mặc phóng đãng áo xanh mang khăn trùm, nhìn qua hẳn là con nhà phú hộ bản địa, sau lưng còn có hai gã sai vặt vẻ mặt cợt nhà đi theo. Thấy Liễu Miên Đường liếc một cái, gã ăn chơi kia gân cốt như đều tê dại, một tên sai vặt đi theo chủ tử giúp hắn hái hoa đã quen, cười hì hì nói, không biết tiểu nương tử đây xương hô như thế nào công tử nhà chúng ta chính là cháu ruột quan trấn thủ của Linh Tuyền chấn, nàng theo công tử chúng ta đi, sẽ không bị bạc đái. Liễu miên đường không đáp, mà Lý mộ Mụ, Mụ sau lưng tựa hồ bị hù dọa, cũng cúi đầu không dám nói lời nào. Bị mấy tên lưu manh như này cuốn lấy, thoạt nhìn có vẻ nếu Liễu miên đường không lên Nguyễn Kiệu, bọn chúng chắc chắn không chịu thả người đi. Liễu miên đường trong lòng không chút bối rối, dáng dấp của nàng từ nhỏ đến lớn luôn nổi bật, dạng vô lại như này thường gặp trước kia lúc còn ở nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng nguyên đường cũng mang theo nha hoàn lẻn ra khỏi nhà đi chơi. Nếu gặp phải ong bướm, trên cơ bản đều là nàng túm cổ áo bọn chúng vào ngõ tối, thư giãn gân cốt, vùng nắm đấm đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Nhưng bây giờ nàng bệnh nặng một trận, tay chân đều không có khí lực, phương pháp trong lòng có cả nghìn nhưng lại không cách nào thi triển. Nhưng mà nếu cứ để đám lưu manh này đùa giỡn, thật sự là làm trái đạo làm người của nàng cuối cùng nàng một tay cuốn lấy tóc, khẽ cắn môi, không nói lời nào, quay người đi vào một con hẻm nhỏ. Vị chất nghi của quan chấn thủ kia thấy thế nhất thời trong lòng mừng thầm. Hắn biết rõ ngõ kia là ngõ cụt, gia nhân đã vào ngõ nhỏ, muốn ra ngoài, lại phải xem hắn có muốn hay không. Nghĩ đến đây, hắn hướng bọn sai vặt phía sau nháy mắt một cái. Bọn sai vặt ngầm hiểu ý chủ, lập tức gọi kiệu phu tới trông coi cửa ngõ sau đó mấy cái chân chó chạy theo chủ tử vào trong. Chút nữa nếu tiểu nương tử tính tình cương liệt, không chịu thuận theo, bọn chúng sẽ giúp chủ tử giữ tay chân nàng, để chủ tử làm thành chuyện tốt. Gã ăn chơi dạo rực, hai mắt như phát ra ánh sáng, vừa vào ngõ nhỏ liền chờ không kịp vội vàng muốn từ phía sau ôm lấy vị giai nhân này. Thế nhưng liễu miên đường đột nhiên quay người, trong tay lóe lên ánh bạc, vật sắc nhọn lập tức liền áp sát lên gáy gã tới khi mọi người thấy rõ mới phát hiện vật kia là châm bạc trên đầu giai nhân. Liễu miên đường cũng là suất toàn lực, may mà tiểu tử này sắc mê tâm khiếu, không kịp đề phòng chuẩn bị, thế nên nàng mới đắc thủ. Hai cái gã sai vật kia thấy vậy lập tức muốn bổ nhào tới, thế nhưng tiểu nương tử thoạt nhìn mảnh mai thế nhưng âm thanh lạnh lùng nói, ta đã đặt vào tử huyệt trên cổ hắn, các người dám tiến lên một bước, ta lập tức lấy cái mạng chó này, đến lúc đó để xem các ngươi trở về nói thế nào rồi xong chỉ thấy công tử bọn họ bị châm bạc nho nhỏ đâm nhói một cái cũng đã quỳ dạp trên đất, miệng mắt méo sạch, bên miệng phun rãi, mắt trợn trắng, rất dọa người. Khi bàn tay trắng nõn cầm châm cài của tiểu nương tử ấn thêm chút nữa, công tử bọn hắn vậy mà lỗ mũi bắt đầu chảy máu, toàn thân run rẩy không thôi. Hai gã sai vặt chỉ là hạ nhân, nếu bọn họ hộ tống công tử mà lại để công tử xảy ra chuyện tuyệt đối chạy không thoát khỏi liên quan, thấy tình hình này lập tức bị dọa đến không dám cử động trong đó một tên gan lớn hơn nói, bát, bát phụ, lớn mật, người dám động đến một sợi tóc của công tử chúng ta, người gánh không nổi hậu quả đâu. Người đàn bà điêu ngoa, đanh đá. Liễu miên đường cũng không sợ loại uy hiếp này, trên đường đến linh tuyền trấn đôi khi sẽ phải nghỉ đêm trên thuyền. Nàng từng nghe các lữ nhân nói chuyện phiếm với nhau rằng Linh tuyển Trấn thuộc quyền quản lý của Trân Châu, mà tân chủ nhân của đất phong Trân Châu này chính là người thừa kế nghiệp cha Hoài Dương Vương thời niên thiếu Hoài Dương Vương đã bộc lộ tài năng, ngài chỉ quân nghiêm ngặt, sau khi bình định phản tạc ngưỡng sơn phong quang vô hạn, gần đây ngài chỉnh đốn quan viên mục nát của các địa phương, rất được lòng dân. Quan chấn thủ linh tuyển chấn dung túng chất nhi đùa dỡn lương ra nữ tử bên đường, sau nàng không báo quan ở đây, nàng sẽ đi Hoài Dương Vương phủ báo quan tội ác của quan chấn thủ. Mắt thấy công tử nhà mình bị tiểu nương tử mảnh mai uy hiếp, hai tên gã sai vặt lại không dám mắng chửi, đành về mặt cầu khẩn tiểu nương tử chớ đâm, giờ cao đánh khẽ, thả công tử bọn chúng đi. Lúc này, Lý Mộ Mộ vẫn trầm mặc sau lưng liễu miên đường đột nhiên mở miệng nói, phu nhân, quan nhân còn muốn làm ăn, ngài chớ có nháo ra mạng người. Liễu miên đường lại sóng mắt hơi đổi, nhìn về nơi ngõ nhỏ hẻo lánh, mỉm cười, hướng hai tên chó săn trợ trụ vi ngược kia nói, muốn ta thả công tử nhà ngươi cũng đơn giản thôi, chỉ xem các ngươi có làm được hay không lại nói tới quan nhân thôi cửu nhà nàng, lúc này cũng không có ở cửa hàng vùi đầu vào công việc mà là ngồi dựa vào lan can trên sơn đỉnh ngắm sông nước, cùng bạn bè uống rượu ngon. Lúc này nước sông dậy sóng, xa xa tàu chờ khách vãng lai không ngừng, một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Bên cạnh bằng hữu hắn chấn nam hầu triệu tiền cảm khái nói, tại đây hai năm trước hải tặc vẫn hoành hành, khách thương nghe tới đã sợ mất mật, giờ đây yên ổn thanh bình, công của quân không thể bỏ qua. Thôi cửu hững hờ uống một chén, cũng không đáp lời. Triệu tuyền cũng biết trong lòng hắn buồn bực nhất định là do những lão bất tử trong kinh thành tham tấu chuyện hắn làm trái quy tắc đóng quân. Thế là triệu tuyền mở miệng khuyên lơn, hành chu, huynh không cần phiền lòng lời của những gián quan kia. Vạn tuế gia cũng biết nạn trộm cướp bây giờ ở Trân Châu, nếu không đóng quân, tên phản tặc kia đã sớm đánh tới kinh thành, nếu lôi việc này chỉ tội quân, thiên lý bất công, khó mà phục chúng. Cộng, dù thế thôi cửu vẫn không đáp lời, khoan thai vút ve chén rượu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này một bà tử đen gầy bị thị vệ dẫn tới phụ cận, đứng ở sơn đình bên cạnh, quỳ xuống đất thi lễ nói, vương gia, nô gia có việc bẩm báo. Trường năm vợ chồng tâm sự trong đêm. Triệu tuyển tâm tư ấy náy, muốn thử làm hộ hoa quân tử nói, hành chô, huynh không phải đã sớm phái người cha rõ lai lịch của nàng sao nàng là nữ tử đàng hoàng, mặc dù theo mẫu thân học chút côn bổng quyền cước nhưng đến cùng vẫn là nữ tử mảnh mai, trông thì ngon mà dùng không được mà thôi. Lúc trước nàng gả vào kinh thành, nửa đường gặp đạo phỉ cướp bóc, mới thành áp trại phu nhân của tạc tử kia, thế đã rất đáng thương rồi. Bây giờ nàng kinh mạch bất ổn, đích thật là mạch tượng thiếu máu dẫn đến mất trí nhớ, đối với quá khứ đã từng trải qua hoàn toàn không biết. Sau khi tóm được tạc tử kia vương ra muốn an trí nàng thế nào? Thôi hành chu tựa hồ cũng không muốn nhiều lời trong vấn đề này, hắn đứng dậy thản nhiên nói, chỉ là một nữ tử có tội, lại là thê thiếp của phản tặc, triệu huynh cần gì phải vì nàng lo ngại. Nói rất lời, hắn đứng dậy, cáo từ rời đi. Triệu tuyển than tiếc mà nhìn bóng lưng hoài dương vương bước nhanh, trong nội tâm lần nữa cảm khái, khanh khanh giai nhân, số phận không tốt, đầu tiên là bị tặc tử cướp mất danh tiết, khiến nàng trở thành người ngoan lệ, bây giờ lại nằm trong tay hoài dương vương không biết thương hương tiếc ngọc hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cảm thấy vận mệnh giai nhân nhiều thăng trầm, có một phần trách nhiệm của mình. Lại nghĩ đợi sau khi thôi hành chu tiêu diệt xong nạn trộm cướp tâm tình thư giãn, ngoài vòng pháp luật khai ân. Đến lúc đó, hắn nhất định đem tiểu miên đường nương tử thu làm thiếp thất, an trí thích đáng cho nàng an hưởng tuổi già, hai. Nghĩ đến đây, triệu tuyển đáy lòng buông lòng, cầm chén rượu tự rót tự uống. Bất đồng với hành chu lo lắng chuyện triều đình, hắn là hầu gia nhàn tản, cuộc đời hắn chỉ có nghiên cứu y lý, y học. Bây giờ trăng treo trên cao, sóng sông minh mông, rượu ngon trong tay, lại thiếu gia nhân làm bạn, thật sự là nhân sinh đáng tiếc. Lại nói tới Hoài Dương Vương xuống núi đi lên thuyền, bỗng dừng bước chân, bình tĩnh nhìn mặt nước một hồi, sau đó nói với gã sai vặt, sai người chuẩn bị ngựa xe hồi linh tuyển chấn. Đợi lúc xe ngựa quay lại linh tuyển chấn, đã là canh một, trăng sáng sao thưa. Ốc trạch ngói xanh tại phố Bắc cũng đã treo đèn lồng. Thôi hành chu bảo gã sai vặt gõ vòng cửa, một lúc sau lý mụ mụ ra mở cửa bị dọa muốn nhảy dựng lên. Bà quả thực không nghĩ tới chủ tử sẽ vòng trở lại đây. Bà còn chưa kịp nói chuyện, trong viện truyền đến thanh âm niên đường, lý mụ mụ, quan nhân trở về rồi. Trạch viện không lớn, âm thanh ngoài cổng trong nội viện nghe rõ ràng. Lý mụ mụ nhìn sắc mặt vương ra, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng tiếng nói là đông ra trở về đúng lúc này thanh âm miên đường trong nội viện có vẻ hơi hốt hoảng truyền tới quan nhân chờ chút trong phòng rất loạn để ta thu thập một chút đáng tiếc không chờ miên đường nói xong thôi hành chu đã vén rèm đầy cửa bước vào miên đường đang lấy chậu gỗ ngâm chân tóc cũng lỏng lèo thả xuống mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình bộ dáng không chỉnh tề mới vừa rồi nàng vừa nghe thấy âm thanh cổng lớn liền muốn tranh thủ thời gian xoa chân, tân trang tốt sung nhan nghênh đón quan nhân. Nào có nghĩ đến quan gia chân dài bước lớn, vậy mà hai, ba bước đã đi vào rồi. Thôi hành chu vào phòng, bước đi thong thả đang nghĩ muốn thẩm tra nữ tử này. Nàng nhớ rõ bản lĩnh chắc huyệt, chả lẽ đã khôi phục chút ký ức. Nếu liễu miên đường đã khôi phục ký ức, có hai trường hợp một là chạy trốn, hai là tiềm phục bên cạnh mình với ý đồ bất chính như vậy cũng tốt nếu nàng chạy trốn liền có thể tìm hiểu mọi thứ phái người theo dõi nàng còn nếu nàng nếu muốn hành thích hắn cũng sẽ cho đủ loại nàng cơ hội sau đó bắt lấy nàng ta đến lúc ấy đỡ tốn thời gian rông dài thẩm tra nghiêm hình bức cung từ trong miệng nàng moi ra ý đồ của phản tặc càng bất việc thúc hành chu từ trước đến nay làm việc quyết đoán hắn đã muốn thẩm tra nữ tử này từ lâu nhưng vừa vào nội thất ánh mắt lạnh lẽo như bị cứng lại Trước mắt bích nhân như ngọc, một thân áo bào trắng thuần, tóc đen xóa tung lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất là đôi chân thon dài nửa kín nửa hờ kia đang ngâm ở trong chậu gỗ, trắng muốt khiến người không thể rời mắt. Lúc này miên đường cũng bất chấp nước trên chân chưa lau, chỉ tranh thủ dẫm lên dép, vuốt lại mái tóc dài, bước tới khuất thân thi lễ nói, không biết quan nhân tối nay trở về, cũng không có bảo mụ mụ chuẩn bị cơm. Không biết quan nhân đã dùng cơm bên ngoài hay chưa? nàng tư thái Ninh đón cũng tính là tiêu chuẩn, nhưng có thể nhìn ra vì chân không có lực nên có vẻ vụng về. Tóm lại cũng là vì sau khi nàng tỉnh, tay chân đều bị phế bỏ, bây giờ muốn trở lại linh hoạt như người thường thật không có khả năng, thật không biết ban ngày nàng chế trụ ba đại nam nhân như thế nào. Sau khi miên đường thi lễ, phu quân thật lâu không nói gì, bởi vì ban ngày nàng gặp rắc rối, có chút có thật giật mình, tranh thủ thời gian nghiêng đầu quan sát sắc mặt quan nhân. Thôi hành chu nhìn bộ dạng dấu đầu lòi đuôi của nàng, cởi bỏ áo choàng, lấy một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bình thản hỏi hôm nay ra đường đi dạo có vui vẻ không? Miền đường nghĩ nàng dám làm dám chịu, huống chi nàng ở trong ngõ tốt phát tiết thống khoái, lại lưu cho quan nhân phiền phức, tỉnh táo nghĩ lại đây đích thật là lỗi của nàng. Nghĩ thế nàng mím môi một cái, tôn kính đưa cho phu quân một chén nước trà, sau đó liền thành thành thật thật nói chuyện hôm nay. Đương nhiên, bộ dạng áp bức hai tên sai vặt ăn phân kia của nàng lướt qua không đề cập tới miễn cho quan nhân hiểu lầm nàng là nữ tử độc ác thế nhưng miên đường nói xong thôi hành chu vẫn mi phong bất động rũ mắt thổi chén trà khuôn mặt anh tuấn như tịnh thủy nhìn không ra một nét gợn sóng đôi mắt lại càng sâu không lường được liễu miên đường nhìn thấy quan nhân không có gì gấp gáp trong lòng cũng đã nắm chắc cảm thấy tai họa mình gây ra có vẻ cũng không lớn phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn